Rất hân hạnh được trở lại với chương trình Phật giáo Sư Dạy Này của Đài Truyền hình Việt Phay TV. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với đề tài Thoát dòng tục lỵ. Nguyên tác Hòa Thượng Thích Tinh Dân. Tác phẩm được Hòa Thượng Thích Quang Độ chuyển dịch sang Việt ngữ. Câu chuyện thoát dòng tục lỵ. Bài thứ ba diễn giải. Dù Phật hay các vị Bồ Tát có xuất hiện ở đời này hay không, để tuyên bố hay không tuyên bố rằng tác pháp là không, thì tự tính của chúng cũng vẫn như thế. Vì cái bản tính của các pháp vẫn như thế. Vì khi tâm con người bị vọng tưởng mê hoặc, thấy mọi sự quanh mình đều có sự thật, thì bị cái sự mê lầm, chẳng những mọi hiện tượng, mọi sắc tướng đều trống rỗng, đều là không. Bởi vì chúng tùy nhân duyên sinh mà có thực thể. Thậm chí đến cái tuyệt đối, chính nó cũng là không. Vì nó ở ngoài cái trí nhận định và cái khái niệm của con người, nó là bất khả tư nghị, không thể nói lên hay bày tỏ bằng văn tự được. Bản thân Dương Tiểu Thư đã phải rơi vào cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hình dung của Dương Tiểu Thư càng ngày càng tiêu tụy. Không một vị danh y nào mà không được mời vào tướng phủ. Xong, rốt cuộc chẳng có cái hiệu nghiệm gì cả. Mà bệnh tình của Tiểu Thư mỗi lúc một trầm trọng thêm. Cái bầu không khí tưng bừng, vui tươi trong tướng phủ trước kia, giờ đây đã bị một lần mây ảm đạm che phủ kín. Trở lại tác phẩm Thoát dòng tục lỵ. Dương phu nhân dội viết thư cho người vợ triệu mời tướng quốc về. Họ hàng thân thuộc và những người quen biết đều lo thay. Họ cho rằng tướng phủ và phu nhân chỉ được một mình Thiên Kim Tiểu Thư. Giả sử Tiểu Thư có mệnh hệ nào thì họ đau đớn biết mấy. Giả lại Tiểu Thư cũng được nhiều người quý mến từ trước đến nay. Không biết bao nhiêu người được Tiểu Thư giúp đỡ. Tướng quốc và phu nhân lo sầu bối rối, không biết làm thế nào. Họ chỉ còn cách hy sinh bất cứ cái gì nếu có thể làm cho con gái họ được qua khỏi. Dân dân diễn giải. Tất cả nỗi đau khổ của loài người bắt nguồn từ vô minh, do những cái nguyên nhân chính là ái thủ hủ. Vì ưa thích ham muốn nên mới bám giữ lấy cái cảnh vật xung quanh làm cái sở hữu riêng tư. Và khi bị mất những vật mà ta ưa quý làm của riêng, coi như mất đi một phần thịt xương của mình, thì sinh buồn phiền đau khổ. Những phiền não thô dễ biết
nên còn dễ chữa trị. Chỉ những cái phiền não từ vô thủy nó còn rơi rớt lại, nó ăn sâu ở trong cái tiềm thức mới khó loại trừ được. Tất cả chúng ta đang sống trong chiêm bao, do vô minh nó dệt thành cái màn xương dày đặc đó, nó dây phủ quanh mình, nên lúc nào cũng say sưa trong đại mộng. Phải thức tỉnh hẳn mới hay mình vừa mới trải qua một cơn mộng dài. Chúng sinh đang sống trong vô minh vọng thức, nào có hay đâu mình sống trong cái cảnh đó. Chỉ khi nào hoàn toàn giác ngộ mới biết rõ được cái cảnh vô minh, cái vọng thức mình vừa trải qua. Vậy thì chúng ta hãy để mọi sự tùy duyên, không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến cái tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đầu cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm, và được rồi. Đừng quá khắt khe, đừng đòi hỏi ở người khác. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân, những việc không muốn cũng đừng áp đặt lên bản thân. Hãy để tự nhiên. Vì thế trong cuộc sống, con người cao ở nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhận thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn người khác là ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu cái nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoáng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, duy chỉ có đức hạnh là lưu truyền ngàn năm. Người mà hạ thấp khác để nâng mình lên, nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác thì điều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn cung kính, nâng người hạ mình mới là điều là người quân tử hướng tới. Người đang nghi tất sẽ sanh thị phi, người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não, người nhiều suy tư hoài niệm sẽ sinh ra u buồn, người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn uất ức. Một khi tâm bình thì khí sẽ thịnh, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối loạn. Tâm thái một người bị mất cân bằng thì mọi sự sẽ tất sẽ bị lệch. Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính. Đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng. Đối với người tài thì phải khiêm tốn. Đối với người hèn yếu thì phải khoan dung giúp đỡ. Một người không khắc chế dục vọng thì sao
có thể dưỡng được đức. Tất cả những ý nghĩ xuất hiện là rối loạn bởi cái tâm trí của Ngọc Lâm. Người có trí tuệ sẽ thấy ở trong cái cuộc đời mọi việc phải biết điểm dừng thích hợp. Vui không thể vui tột cùng, vì vui quá thành buồn. Phúc một khi hưởng tận thì sẽ sinh quả. Vạn vật nhờ nước tẩy rửa mà sạch sẽ, không tẩy tất sẽ ô uế. Vạn vật nhờ cách mặt trời chiếu rọi mà tươi đẹp, không thì tất sẽ suy yếu. Vạn vật nhờ tĩnh lặng mà thanh sạch, không tĩnh tất sẽ hỗn loạn. Không thật. Vạn vật trong xã hội loài người đều phải ở trong cái bồi dưỡng hung đúc mà có được cái phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc nhắc nhở cái bản thân tu dưỡng thành người thượng đẳng cao quý. Cho nên Đức Phật dạy, nỗi khổ của chúng sanh mà Ngài đã thấy như những mắt lưới trùng điệp bủa vây cái đàn cá nhô nhỏi. Chúng sanh bệnh chẳng phải chỉ là cái thân bệnh đói nghèo thiếu thốn, mà tâm bệnh do phiền não chướng đó, nó cũng hành hạ không lường. Muốn cứu giúp an ủi khổ đau này, ta phải có cái trái tim lớn với cái cánh cửa luôn mở rộng để ban vui cứu khổ bằng khả năng mà ta có thể. Những suy cho cùng, biển khổ mênh mông thì khả năng của con người bao nhiêu là đủ, không cần chờ phải có tiền đầy túi, có lúa đầy nhà, hạt giống nhân ái ở trong cái trái tim lớn kia luôn tiền ra cái phương tiện để tạo cái khả năng. Chỉ cần cái trái tim ta khởi lên được những cái nhịp đập thổn thức trước nỗi đau khổ của người ta đang cùng đau đớn đau nỗi đau ấy, cũng là đau cái bản năng ta ác tiền cái phương chữa. Tự lực không đủ thì kêu gọi tha lực, từ đây suy ra về điều thiện. Chớ coi nhỏ một điều thiện nhỏ mà không làm, vì chẳng phải chỉ nhiều điều thiện nhỏ sẽ kết thành điều thiện lớn. Mà khi làm điều thiện, có thể ta sẽ khơi dậy được cái Phật tánh do vô minh che lấp của họ. Cũng thế, Dương Tiểu Thư là cái trường hợp đặc biệt, vì cái tiếng sét ái tình suy nặng mà đánh mất đi cái bản chất thanh cao, tao nhã của một đương kim tiểu thư phủ tướng quốc. Trở lại tác phẩm Thoát Dòng Tục Lỵ, Ngọc Lâm tiếp lời sư phụ, bạch sư phụ không được. Ngọc Lâm sợ hãi, vội cắt ngang lời của hòa thượng trụ trì: con không hiểu gì về cái y học, mà từ trước đến nay cũng không học thuốc,
vậy làm sao con có thể chữa được bệnh? Nghe Ngọc Lâm nói, và Dương Tể Tướng nhìn nhau cười thầm. Chủ ý của Tể Tướng không phải muốn bác đến bắt mạch kê đơn, mà muốn bác vào làm rể trong tướng phủ. Hòa Thượng trụ trì bảo Ngọc Lâm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Bây giờ Ngọc Lâm mới hiểu rõ cái câu chuyện, nhìn về mặt tính tú và phong độ thanh nhã của Ngọc Lâm. Dương Tể Tướng nghĩ thầm, đẹp trai như thế, không trách con mình mê như điếu độ là phải. Mình được người con rể ấy cũng xứng đáng lắm. Dần dần diễn giải. Vì sự sinh tử là một việc vô cùng hệ trọng. Chúng không chỉ làm khổ cho mình, mà còn làm khổ đến cho tất cả mọi người, như là làm khổ vợ, khổ chồng, khổ con, khổ cha mẹ, vân vân. Trong vô lượng kiếp như vậy, nghĩ đến sinh tử thật là kinh hoàng, mà chúng ta không dốc ngộ tu hành hay sao? Chúng ta không gấp gúc hay sao? Đợi đến chừng nào đấy? Thật là may mắn thay, chúng ta được làm thân người, sớm được gặp Phật Pháp. Sao chúng ta hãy thức tỉnh, tu hành một cách nghiêm mật, và phải luôn nghĩ đến sự vô thường, sự trống vắng, ngắn ngủi của kiếp người. Chúng ta hãy thầm nghĩ, chẳng có lẽ chúng ta từ vô lượng kiếp đã từng tu tạo phước đức, cho nên hôm nay mới gặp được cái quả tốt như thế này. Bằng ngược lại thì chúng ta không dễ gì mà gặp được đâu. Vì vậy chúng ta phải luôn thường xuyên nghĩ đến sự vô thường, trống vắng, mong manh của cuộc đời, mà tinh tấn tu hành. Chứ trong cái thời gian ngắn ngủi này, chúng ta không chịu tu sửa thì thật uổng phí cả một kiếp người. Đức Phật đã dạy, mỗi khi chúng ta đánh mất thân này thì trăm nghìn muôn kiếp khó mà kiếm lại được. Cũng giống như con rùa mù hai mắt, sống tận ở dưới đáy biển, cứ 1.000 năm khúc rổ trôi qua biển thì con rùa mù hai mắt nổi lên liền chung vào đúng ở cái bụng cây. Phật mới bảo các vị tỳ kheo, các thầy thấy con rùa mù hai mắt chui vào được bụng cây khó hay là dễ? Các thầy tỳ kheo trả lời kính bạch Đức Thế Tôn, thật là khó vô cùng. Cũng vậy, được làm thân người lại là khó gấp mấy lần con rùa mù hai mắt chui vào cái bụng cây. Có vị tổ sư cũng dạy, thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất nhất nhân thân dạng kiếp nan. Có nghĩa là 1.000 năm cây sắc nở hoa còn dễ hơn. Mỗi khi chúng ta đánh mất cái thân người thì 1.000.000 muôn kiếp khó mà kiếm lại được. Như chúng ta đã biết, có khi nào cây sắt mà nở hoa không? Không bao giờ có chuyện đó. Khó như vậy đó, được làm thân người còn khó hơn cây sắt nó nở hoa. Trở lại tác phẩm Thoát Vòng Trục Lỵ, bạch Hòa Thượng, Ngọc Lâm nói tiếp: con xuất gia học đạo không phải để cầu sự sung sướng, vui thú tạm bợ của kiếp người, và cũng không phải vì cuộc sống nhàn tản vô tư. Hòa Thượng đã từng dạy chúng con là một khi mất cái thân này rồi
thì muôn kiếp khó được lại. Vậy chúng con không nên sống cuộc đời vô vị cho qua ngày đoạn tháng để luống phí một kiếp. Đại đa số người đời chỉ lăn lộn ở trong cái dòng tài sắc danh lợi, họ không bao giờ nghĩ đến cái con đường chung cùng của họ sẽ đi đến đâu. Xin Hòa Thượng và Dương Tệ Tướng nghĩ lại cho con, cũng như mọi người đều được giải thoát yên vui, song vì cứu người nên Phật Pháp cũng phương tiện. Dương Tệ Tướng tuy rất khâm phục nhân cánh của Ngọc Lâm, nhưng nghĩ đến cái con đường mê man trên giường bệnh và đôi mắt đẫm lệ của phu nhân, ông bắt đắc dĩ phải bày tỏ quan điểm của mình. Dân dân diễn giải, chúng ta thấy cái phẩm hạnh và những thể nguyện của Bồ Tát cũng như việc thực hành con đường Bồ Tát Đạo được giảng giải khắp các kinh lục luận đại thừa. Nói chung, Bồ Tát được xem là mẫu người có cái nhân cách lý tưởng và cao thượng, và những giới lực Bồ Tát được xem như những cái chuẩn mực đưa đến một đời sống đạo đức và giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cuối cùng là đưa hành giả đến sự giải thoát. Hẳn nhiên rằng khi thực hành theo những cái chuẩn tắc cúng, những cái thể nguyện mà mình phát nguyện, Bồ Tát sẽ trở thành những cái tấm gương sáng trong cuộc đời. Bồ Tát đi vào trong đời, vừa tu tập hoàn thiện bản thân và vừa làm cho cuộc đời tốt đẹp và nhân bản hơn. Chính vì điều này mà Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bồ Tát đóng cái chức năng như một cái ngọn đèn có thể soi sáng thế gian. Bản chất cốt tủy của Bồ Tát là lòng đại từ đại bi, và tất cả chúng sanh là đối tượng của lòng từ bi đó. Và bản chất của lòng đại từ bi mà nó hình thành nên một trong những cái đặc điểm quan trọng của chư Bồ Tát là không bao giờ rời bỏ những chúng sanh đang đau khổ phía sau cuộc hành trình của họ. Tệ giác chư Bồ Tát là nhận thức rõ tính không của tất cả các pháp, nhưng công việc cứu độ của họ thì không bao giờ nằm ngoài cái thế giới khổ đau. Cái điều kiện sống của Bồ Tát là ở đời sống của con người bình thường, và lòng từ bi sẽ trở thành cái nền tảng của tất cả hành động. Con đường Bồ Tát do đó không phải là con đường êm đềm phẳng lặng, bởi vì cái cõi đời vốn cái rập rờn và luôn đầy những cái chướng ngại trên lối đi. Kinh điển Đại Thừa như vậy cho thấy phạm vi hành hoạt của Bồ Tát vô cùng đa dạng. Trong thời hiện đại, nhiệm vụ của Bồ Tát càng trở nên đa dạng hơn trong một xã hội với nhiều cái khía cạnh đang xen trắc chồng cái sự nghiệp giáo hóa của một vị Bồ Tát. Do đó, không chỉ giới hạn cái sự quan tâm của mình vào những người yên vị trong những cái thiên đường mát mẻ, hay thảnh thơi niệm Phật trong những cái tòa chánh điện cao rộng, trong khi bên ngoài còn vô số con người đang chịu những đau khổ bởi những cái nguyên nhân khác nhau. Hôm nay bước trên cái con đường Bồ Tát, chúng ta hãy xem Ngọc Lâm nhìn vào cái tâm mình
và quan sát những cái cảm xúc sinh khởi mà đối phó như thế nào. Khi một vị hòa thượng còn ưu quá trẻ, ngài có đủ cái bản lãnh để nhìn sâu vào cái phẩm chất của những cái cấu trúc cộng đồng và trật tự xã hội hay không? Cần đòi hỏi phải xem qua thật thấu đáo hơn nữa về môi trường tâm lý của đời sống nơi tương phụ. Ngọc Lâm không giới hạn nơi sự tỉnh thức và giác ngộ cá nhân, không giới hạn nơi việc kiến tánh cho riêng bản thân mình, nhưng với tiểu thư của phủ tướng quốc quá si tình, liệu Ngọc Lâm có vượt qua nổi không? Chúng tôi hy vọng rằng bài pháp vừa chia sẻ cho quý vị trong chương trình hôm nay phần nào đem đến cho quý vị sự an lạc trong thân tâm. Chương trình Phật giáo xưa và nay tuần này đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần này.